Thu về trăm năm ta cả thế gian vô địch yến vô cữu. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Thu về trăm năm ta cả thế gian vô địch yến vô cữu. Nghe chọn bộ tại. Audio .com. Thu về trăm năm ta cả thế gian vô địch yến vô cữu. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com. Thu về trăm năm ta cả thế gian vô địch yến vô cữu. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio.com thu về trăm năm, ta cả thế gian vô địch yến vô cữu. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Ở Tống Ly đi xa sau khi, bị tuyển ra 10 người mới lục tục rời đi, sắc mặt đều có chút khó coi. Làm thâm niên nhặt rác người, bọn họ tự nhiên rõ ràng nhiệm vụ lần này nguy hiểm chỗ. Chỉ là do con người đau tồ, bọn họ cũng không có lựa chọn quyền lợi. Nhìn thần sắc phức tạp mấy người, tô mục cũng không có nhiều lời, cũng là nhanh chân rời đi. Có điều không phải đi mạnh bà điện mà là trực tiếp về tới gian phòng của mình. Viễn cổ chiến trường nơi sâu xa nguy cơ trùng trùng, hắn nhất định phải làm thêm một ít chuẩn bị. Ở xác nhận chu vi không có người khác sau khi tô mục hai tay bấm quyết, khẽ quát một tiếng, một đạo màu xám phù triện chậm rãi từ ngực hắn hiện lên, rơi vào trước mặt hắn. Liễm tức phù huyền cấp nhị phẩm, có thể che đậy trong phạm vi nhất định sóng pháp lực, cần đặc thù thủ pháp thôi thúc. Gỡ xuống liễm tức phù, tô mục trên người khí tức biến đổi, một luồng mịt mờ khí từ tô mục đỉnh đầu bay lên, trong đó ngờ ngợ có thể thấy được ba đóa chờ nở nụ hoa. Thời gian ba năm, tô mục dựa vào thu về hệ thống thu được lượng lớn thưởng, thiên phú, thần thông, linh đan, pháp khí, thậm chí tu vi dựa vào những phần thưởng này, Tô Mục thành công cô động trong lồng ngực ngũ khí, đạt được điều động ngũ phương thần lôi năng lực mà bây giờ, hắn sắp đột phá tới cảnh giới tiếp theo. Không biết này trên đỉnh Tam Hoa sẽ cho ta năng lực gì đây? Tô Mục nhìn một chút trước mặt nụ hoa, hai tay bấm quyết từng đạo từng đạo màu xám quang ảnh từ trên bùa chú bay ra, rơi vào Tô Mục gian phòng trên vách tường một tầng vô hình kết giới lặng yên thành hình, đem tô mục bên trong phòng hết thảy đều ẩn nặc lên xác nhận liễm tức phù có hiệu lực sau khi tô mục hài lòng gật gù, sau đó ngồi khoanh chân nặng nề phun ra một ngụm trọc khí tĩnh tâm ngưng thần bắt đầu niệm tụng ngũ lôi chính pháp. Cùng lúc đó ánh sáng năm màu ở tô mục ngũ tạng nơi thoáng hiện men theo một loại nào đó quỹ tích hướng tô mục đỉnh đầu hội tụ rơi vào cái kia nụ hoa bên trong nụ hoa chịu đến ngũ khí tẩm bổ, cánh hoa chậm rãi triển khai, chu vi mịt mờ khí phẳng phất nhận lấy dẫn dắt bình thường cấp tốc hướng nụ hoa tụ lại. Ngũ khí lưu chuyển, hóa thành ngũ phương, một mạch thần cùng, là vì tử tiêu. Minh Điện, Hoàng Tuyền Ti Hoàng Tuyền Ti ở vào Minh Điện phía sau núi, không chỉ có diện tích rất lớn, thủ vệ cũng là cực kỳ nghiêm mật, ở Minh Điện bên trong có thể nói phần độc nhất lúc này mấy tên minh điện đệ tử rất quen đem trên tế đàn bị rút đi hồn phách xác chết ném vào thi quật sau đó đem mặt khác một nhóm người đưa lên tế đàn như vậy tế đàn hoàng tuyền ti bên trong còn có mấy chục nơi minh điện quỷ nô cùng thi bộc trên căn bản đều là do hoàng tuyền ti luyện chế cho dù có mấy chục cái tế đàn đồng thời hoạt động vẫn như cũ có chút bận rộn hồ tương đương, một tên ông lão tóc trắng thu hồi trong tay cờ đen, thoáng cảm ứng một phen, tầng tầng phun ra một hơi, đem cờ đen giao cho bên cạnh một tên đệ tử trên tay. Tóc đem này vạn quỷ phiên đưa tới thôi phủ quân nơi, không được làm lỡ, là, sư phụ. Tên đệ tử này hơi khom người, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận vạn quỷ phiên, sau đó bước nhanh hướng thôi phủ quân động phủ nơi chạy đi. ầm 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 một đạo màu tím điện quang né qua, theo sát phía sau chính là lôi đình nổ vang. Âm thanh khởi nguồn là chính là hoàng tuyền ti bầu trời, vì lẽ đỏ ông lão tóc trắng cùng một đám minh điện đệ tử đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Lôi vân, chẳng lẽ trong cốc có người độ kiếp? Không thể, ai sẽ ở hoàng tuyền ti bên trong độ kiếp chán sống sao, chẳng lẽ là thi quật bên trong có thi vương ra đời? ai biết được, nói không chừng là vị nào thiên kiêu đi ngang qua hoàng tuyền ti chợt có ngộ ra đi, ông lão tóc trắng ngón tay không ngừng bắt, không chút nào toán không ra này lôi vân lai lịch. Chỉ mơ hồ cảm giác độ kiếp này người ngay ở hoàng tuyền ti phụ cận. Ngay ở ông lão ghép vần bấm đốt ngón tay thời điểm, một tên đầu đội phương quan, trên người mặc huyền bào dâu ngắn nam tử đột nhiên xuất hiện tại hoàng tuyền ti bầu trời nhìn không trung càng ngày càng dày nặng lôi vân khẽ nhíu mày và yêu áo